huấn luyện viên Christophe Gaultier của PSG xác nhận siêu sao Lionel Messi sẽ rời khỏi sân Parc des Princes vào cuối mùa giải này. Cách đây ít phút, huấn luyện viên Christophe Gaultier của Paris Saint-Germain, PSG, xác nhận siêu sao Lionel Messi vào cuối mùa giải này khi hai bên hết hạn hợp đồng. Phát biểu trong buổi họp báo, huấn luyện viên của PSG cho biết, tôi có vinh dự được huấn luyện cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Trận đấu với Clermont sẽ là lần cuối Messi ra sân ở công viên các hoàng tử. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ được chào đón nồng nhiệt nhất. Ở mùa giải năm nay, Messi là một phần rất quan trọng của đội. Trước đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, việc Messi rời khỏi PSG đã được lên kế hoạch. Cha và đồng thời là người đại diện của cậu ấy, ông Jorge Messi đã nói với PSG từ tháng trước. Messi sẽ sớm cập nhật biến đỗ tiếp theo. Theo nhiều nguồn tin, Messi đã chán nấy với việc bị đối xử thậm tệ ở PSG. Sau khi đội bóng thành Paris loại khỏi Champions League, cầu thủ người Argentina luôn trở thành mục tiêu tấn công của những cổ động viên nhà. Điều đó khiến cho tâm trạng của anh ngày càng đi xuống và muốn tìm kiếm sự giải thoát. Trong thời gian gần đây, nhiều tờ báo lớn trên thế giới đăng tải thông tin Messi đang hướng tới việc gia nhập câu lạc bộ Al-Hilal của Saudi Arabia. Đội bóng này sẵn sàng trả mức lương 300 triệu euro mỗi năm. Đó là con số khiến cho El Pauga khó lòng từ chối. Ở mùa giải vừa qua, Messi đã đóng góp 21 bàn thắng và 20 đường kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường. Anh góp công giúp cho đội bóng nhà giàu nước Pháp vô địch Ligue 1. Messi gia nhập PSG vào năm 2021 theo dạng chuyển nhượng tự do từ Barcelona. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, anh chưa thể giúp câu lạc bộ giành được chức vô địch Champions League. Trước mắt, Messi sẽ cùng đội tuyển Argentina tham dự tour du đấu châu Á với Australia tại Bắc Kinh ngày 15 tháng 6 và gặp Indonesia tại Jakarta ngày 19 tháng. Cùng với Messi có khả năng Neymar sẽ chia tay PSG trong mùa hè này. Đội bóng thành Paris muốn bán tiểu Pele để có tiền thực hiện cuộc cách mạng mới ở sân công viên các hoàng tử. Hiện tại, ngôi sao người Brazil đang được liên hệ chuyển sang Man United.